Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 12 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Mở rộng diện tích chè đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Việt Gáp hữu cơ. Việc xử lý điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện toàn tỉnh có gần 180 hectare chè đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Việt Gáp hoặc hữu cơ. Tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục mở rộng diện tích cây chè đạt các tiêu chuẩn này. Chỉ tính riêng trong năm 2021 vừa qua, toàn tỉnh đã thực hiện được 20 hectare mô hình trồng chè thâm canh theo hướng Việt Gáp, 5 hectare chè thâm canh theo hướng hữu cơ và 12 hectare chè giống mới chất lượng cao tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể và xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới. Bên cạnh đó, tỉnh còn xây dựng mô hình chế biến cho 3 sản phẩm là chè xanh thơm, chè sợi, chè kim ngân mới tại hợp tác xã chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể và hợp tác xã nông nghiệp Thanh niên Như Cố, huyện Chợ Mới. Qua đánh giá, hai hợp tác xã này đã áp dụng đúng các quy trình chế biến và sản xuất được các sản phẩm chè đạt chất lượng theo yêu cầu. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình chè đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Việt Gáp hoặc hữu cơ với các giải pháp như khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Tỉnh Bắc Cạn đặt mục tiêu đến năm 2025 có 750 hectare chè đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, có nhãn mác bao bì sản phẩm và truy xuất được nguồn gốc. Ngành lâm nghiệp tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện quy hoạch vùng rừng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến gỗ, tre, nứa. Tuy nhiên, công tác này đang gặp một số khó khăn. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do việc cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây đa mục đích và chuyển hóa rừng trồng còn hạn chế, dẫn đến triển khai thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, chất lượng một số vùng nguyên liệu chưa cao do các hộ dân trồng và khai thác chưa hợp lý. Ngoài ra, một số lâm trường quốc doanh, công ty nhà nước chậm đổi mới hình thức sản xuất, chưa xây dựng được phương án kinh doanh lâm nghiệp cũng khiến cho công tác quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ chế biến gỗ, tre, nứa còn nhiều tồn tại. Để khắc phục những khó khăn bất cập này, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trồng rừng gỗ lớn, chỉ đạo các địa phương quy hoạch phân vùng trồng cây lâm nghiệp phù hợp, đồng thời có hình thức hỗ trợ phát triển vùng rừng nguyên liệu. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ dành trên 305 tỷ đồng để hỗ trợ cho việc quy hoạch trồng lại rừng sau khai thác, cấp chứng chỉ rừng FSC, chặt tỉa thưa rừng keo, mỡ, thực hiện liên doanh, liên kết, vân vân. Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ tại các nước đang tăng mạnh. Do vậy, một số xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ trong tỉnh đã tận dụng cơ hội này để tập trung phát triển sản phẩm gỗ dăm và bước đầu thu được hiệu quả. Ghi nhận tại một xưởng chế biến gỗ ở thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Đầu năm 2021, xưởng chế biến gỗ dăm do anh Lục Văn Hiệp ở thị trấn Đồng Tâm quản lý bắt đầu đi vào hoạt động. Đây cũng là thời điểm mà nhiều cơ sở chế biến gỗ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, xưởng của anh Hiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định vì luôn có những đơn đặt hàng đem đi xuất khẩu. Xưởng mình đây thì không phải tạm ngừng hoạt động vì dịch Covid. Lợi thế của gỗ băm này thì nó là hàng tận dụng, tận thu. Nên ra là mình cũng có lợi thế là tận dụng được nhiều cái cành ngọn để mình mang về sử dụng. Sản lượng một ngày bình quân là được khoảng cỡ 100 tấn. Hiện các thị trường nhập khẩu dăm gỗ chính của Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Đặc biệt, việc Trung Quốc mở rộng công suất các nhà máy bột giấy đã làm tăng nhanh chóng về nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ tại quốc gia này. Trong khi tại Bắc Cạn, nguồn nguyên liệu gỗ keo để chế biến gỗ dăm rất dồi dào. Nắm bắt cơ hội đó, một doanh nghiệp ở Thái Nguyên đã đầu tư mở xưởng chế biến gỗ tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới và giao cho anh Lục Văn Hiệp quản lý. Theo anh Hiệp, lợi thế của gỗ băm là hàng tận thu nên cơ sở tận dụng từ cành, ngọn của cây keo mang về băm. Vì vậy, người trồng rừng không bị lãng phí tài nguyên mà còn có thêm nguồn thu nhập ngoài việc khai thác lấy gỗ. Đặc biệt, sản phẩm này không phải phơi như gỗ bóc. Sau khi thu mua về xưởng thì mang vào máy băm trực tiếp và được đem đi xuất khẩu luôn, do đó không bị phụ thuộc vào thời tiết, đồng thời tiết kiệm được nhân lực và công phơi sấy. Nhờ hoạt động thường xuyên liên tục trong năm 2021 vừa qua, xưởng chế biến gỗ này xuất khẩu được trên 2.000 tấn sản phẩm, qua đó đem lại thu nhập ổn định cho nhân công từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ngoài việc tập trung sản xuất, cơ sở này còn chấp hành đầy đủ các quy định về chế biến lâm sản. Quá trình kiểm tra thì các chủ kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn thực hiện tương đối tốt.
đấy, công tác nhập xuất lâm sản được thể hiện là ghi chép đầy đủ vào sổ nhập xuất. Xưởng mắm này thì từ đầu năm đến nay thì là xưởng mắm là chưa vi phạm trong quá trình chế biến lâm sản, là cơ sở đã đi vào quy củ, thực hiện đúng theo quy định. Những năm gần đây, lợi nhuận thu được từ xuất khẩu răm nhanh, vốn đầu tư cho nhà máy chế biến răm không nhiều và diện tích rừng trồng lớn đã tạo nguồn nguyên liệu sẵn có cho ngành răm. Thêm vào đó, chính sách miễn thuế xuất khẩu răm và những cơ chế thông thoáng trong chế biến lâm sản cũng đã và đang tạo động lực giúp các cơ sở sản xuất gỗ răm trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển. Từ năm 2018, tỉnh Bắc Cạn đã lắp đặt, đưa vào hoạt động 28 điểm Wi-Fi công cộng miễn phí phục vụ người dân và khách du lịch. Đến nay, các điểm Wi-Fi công cộng này đã và đang phát huy hiệu quả. 28 điểm Wi-Fi công cộng miễn phí được đặt tại tất cả các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Tại thành phố Bắc Cạn có 7 điểm Wi-Fi công cộng, bao gồm tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố, bệnh viện đa khoa tỉnh, khu vực nhà văn hóa tỉnh, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, tuyến đường Trường Chinh từ khách sạn Bắc Cạn đến công ty điện lực Bắc Cạn. Các địa phương khác có từ 2 đến 3 điểm Wi-Fi công cộng miễn phí. Thông qua phần mềm chuyên dùng, Sở Thông tin và Truyền thông giám sát hoạt động để kịp thời có những xử lý khi có lỗi hoặc điều chỉnh khi có điểm Wi-Fi nào không phù hợp. Qua theo dõi thì lượng người truy cập tại các điểm Wi-Fi công cộng ngày càng tăng, cho thấy hiệu quả yêu cầu về tốc độ, dung lượng và vùng phủ sóng của dịch vụ này đã đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Thưa quý vị khán giả, đến nay toàn tỉnh còn 3 điểm ô nhiễm nghiêm trọng gồm bãi rác cũ huyện A Rì, kho vật tư nông nghiệp huyện Ngân Sơn và kho vật tư nông nghiệp huyện Chợ Mới. Đây đều là những điểm ô nhiễm nghiêm trọng tồn tại nhiều năm nay, chưa được xử lý dứt điểm. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề xử lý các điểm ô nhiễm này đang có những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu năm 2022. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh kho vật tư nông nghiệp huyện Chợ Mới tại thị trấn Đồng Tâm. Thoạt nhìn người ta cũng chỉ cho rằng căn nhà này khá cũ kỹ và bị bỏ hoang không dùng nhiều năm rồi. Song bằng những kiểm nghiệm thực tế, lượng hóa chất tồn dư trong đất khu vực này là rất lớn, khiến cho nó trở thành điểm ô nhiễm nghiêm trọng suốt hàng chục năm nay. Kho vật tư thị trấn Chợ Mới trước đây, nay là thị trấn Đồng Tâm, thì cũng quá lâu năm rồi. Thế thì do để cái kho thuốc hiện nay cũng đã ngấm và ảnh hưởng đến cái khu đất và khu nhà. Thế thì cũng mong muốn là của nhân dân và các hộ xung quanh, thì cũng đề nghị các cấp trên là tạo điều kiện là sẽ sớm cái xử lý. Một tín hiệu vui cho thấy năm 2022, tỉnh Bắc Cạn đã quyết định bố trí 3,6 tỷ đồng để thực hiện việc xử lý điểm ô nhiễm nghiêm trọng tại huyện Chợ Mới. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn được giao làm chủ đầu tư nguồn vốn xử lý điểm ô nhiễm nghiêm trọng tại kho vật tư nông nghiệp này. Hiện tại, công tác khảo sát tìm phương án khắc phục đang được đơn vị triển khai ngay. Thì năm 2022, thì tỉnh cũng đã giao kinh phí cho Sở để thực hiện một điểm ở dưới Chợ Mới, đó là cái điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do tồn lưu của thuốc bảo vệ thực vật tại chi nhánh vật tư nông nghiệp Chợ Mới sẽ thực hiện vào năm 2022. Theo kế hoạch sơ bộ thì nguồn vốn này sẽ được đầu tư để phá dỡ căn nhà này và khu vực xung quanh, sau đó tiến hành nạo vét, xử lý số lượng hóa chất tồn dư trong đất theo phương án kỹ thuật cụ thể. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Cạn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc kiểm tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường không những cần sự nỗ lực của ngành chuyên môn mà còn phải có sự phối hợp hiệu quả của các địa phương. Chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đón xem chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật Mãi mãi là sao sáng dẫn đường của Đài Tiếng Nói Việt Nam.